Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em Kính thưa quý vị và anh chị em có một thông tin Có thể nói là xét đánh ngang tay Đó là vào tháng 9 tới Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đi thăm bốn nước Ở cái vùng châu Á này Nhưng mà rất tiếc Thì lại không có đất nước Việt Nam của chúng ta Vào trong danh sách bốn nước đó Thì vào thứ sáu ngày 12 tháng 4 Ông Matteo Rooney, giám đốc của phòng báo chí tòa thánh cho biết rằng là Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một cái chuyến tông du đến bốn nước đó là Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 2 cho đến ngày 13 tháng 9 năm 2024 mà lại không có Việt Nam của chúng ta. Thì có thể là đầu tháng 9 như Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh có thông báo rằng là đầu tháng 9 sẽ bắt đầu nhà nước và bên đại diện Tòa Thánh Vatican sẽ xuất tác cho chuyến đi của Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước Việt Nam. Thì thông báo viết rằng là nhận lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các giáo hội Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện một cái chuyến tông du đến 4 à, nước từ ngày 2 cho đến ngày 13 tháng 9 Dự kiến rằng là Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào ngày 2 tháng 9 và trở về Ngày 13 tháng 9 đầu tiên, Ngài sẽ đến Jakarta, thủ đô của Indonesia từ ngày 3 cho đến ngày 6 Rồi tiếp đến, Ngài sẽ tham vọt à, Maripai, thủ đô của Papua New à, Guinea và Vanimo từ ngày 6 cho đến ngày 9 tháng 9 Điểm dừng chân tiếp theo của Đức Francisco sẽ là đi ly thủ đô của Đông Timor từ ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 9. Ngài sẽ đến Singapore từ ngày 11 cho đến ngày 13. Kính thưa quý vị và anh chị em, Indonesia cũng gần đất nước chúng ta và quan hải tin chắc rằng là vào cái ngày này người Việt Nam chúng ta ngày từ ngày 3 cho đến ngày 6 tháng 9 À, cũng sẽ à, quay Indonesia có thể gặp được à, Đức Giáo Hoàng Faisico. À, một thông tin à, cũng khá lý thú nhưng mà cũng rất là buồn bởi vì à, trong đầu tháng 9 mà không có danh sách Việt Nam à, Đức Giáo Hoàng đến thăm à, Việt Nam của chúng ta thì à, nhưng mà chúng ta cũng có một cái niềm hy vọng là rằng là à, ngài đến à, thủ đô Indonesia thì chúng ta cũng có thể à, đến đất nước Indonesia mà không cần xin visa phải không các bạn à, một vài thông tin uh, chia sẻ đến quý uh, vị và anh chị em để quý vị và anh chị em uh, biết thông tin này chào tạm biệt và hẹn gặp lại